Ok, Vân chào cả nhà. Vân muốn chia sẻ về cái mini facial ha. Khi mà khách đến cái ghế làm chân hoặc là cái ghế làm tay của mình đó, thì mình sẽ đưa cái menu ra và mình nói là mình ở đây có mini facial service. Would you wanna try? Thì khi mà họ đọc á, mình nói họ là we do at the same time. Thì khi mà họ đọc á, thì mình thường á là họ làm cái mini facial ở phía trên là nhiều. Khi mà cái mini facial làm đó rất là đơn giản mấy chị, mình chỉ cần xả cái bồn nước cho họ ngâm cái chân rồi đó, bắt đầu mình bắt cái mặt ha, bắt cái mặt để làm mặt nạ. Và ở trong này đó chưa có máy Lumi Spa. Cái Lumi Spa là một trong cái máy giúp deep massage và hút được những cái chất dơ, những chất dầu, những chất bẩn trên cái da mặt của họ, làm cho da mặt của họ rất là cảm nhận được và feel được cái sự khác biệt rõ ràng luôn. Và thậm chí á, là khép cái lỗ chân lông và giúp nâng được cái cơ mặt luôn, rất là lợi hại. Và vì ở trong này không có cho nên mình sẽ recommend, nếu mà bà xài cái này thì mình sẽ lấy thêm 10 đồng hoặc là có thể 5 đồng gì đó, tùy theo cái tiệm của mình ha, 5-10 đồng gì đó tùy theo tiệm. Thì cái này ha, Vân sẽ chạy và chỉ trong vòng có 2 phút thôi mà mình có thể lấy thêm 5-10 đồng thì nó rất là nhẹ nhàng mấy chị, rất là good luôn. Ok, so trước hết á, đơn giản lắm, Vân sẽ dùng cái nắp cao moisturizer mist á, là một trong những sản phẩm giữ ẩm, những cái nước giữ ẩm cho da đừng có khô, da đừng có bị cằn cỗi ha. Và mình xịt cho nó ướt để dễ chạy máy. Và mình xịt trên cái đầu này ha, để cho nó ướt. Không có cần nhiều, chỉ cần một chút xíu thôi nha, một chút xíu thôi, cái đầu ướt một chút xíu mới chạy được nha. Và khi mình chạy đó, mình cũng nâng cái cơ, cũng đi từ từ, không có cần đi nhanh đâu. Đi nhẹ xuống, nhưng mà kéo mạnh lên. Và có một cái đó, là trên mặt người ta cũng có cái nguyệt nha. Có những cái nguyệt, cho nên mấy chị mà tập trung cái nguyệt á, thì người ta sẽ feel được, người ta sẽ cảm nhận được ha. Ok, đây là cái nguyệt ở đây nè, ở đây một cái nè. Chị feel được cái mũi chị nó thông không? Right here. And then đây là một cái nguyệt nữa nè. Mình sẽ ngừng ở đây vài giây ha. Chị feel được cái tay bên và nó thông lên cả cái đầu mình luôn. Và đây một cái nữa nè. Đây một cái nữa nè. Đây một cái. Giờ khi mình chạy đó là mình sẽ đưa lên mà nhấn hơi mạnh tay chút xíu. Đưa xuống nhẹ. Vì Vân làm nửa mặt thôi cho nên Vân sẽ không có chạy hết 2 phút nha. Cái máy này chỉ có 2 phút thôi. Đâu, ngưng chỗ này chút xíu thì chị phải feel được nguyên cái đầu của mình luôn đúng không? Nó thông luôn cả cái đầu của mình luôn. Đây là một cái nguyệt ở đây nữa ha. Nhớ là 45 độ đi lên nhé. Mình nâng được cái cơ mặt của người ta lên chút xíu rồi. Ok, Vân sẽ chạy 1 phút thôi. Mấy chị thấy nó sẽ hút được những chất dầu, chất dơ, chất bẩn ở dưới cái lòng mặt của mình á. Dạ, thấy cái nó rất là dơ cái mặt của người ta đúng không? Okay. Rồi. Sau đó đó là mình sẽ... Đây là một cái khăn rất là đặc biệt, khăn giấy. Nhưng mà khi mình để vào nước nó sẽ bung ra lớn ha. Và mình xài cái này xong rồi mình quăng, mình không cần phải giặt giũ gì hết, rất là tiện. Và khi mình để vô nước á, thì nó sẽ nở ra như vậy, rất là to, rất là to ha. Và mình sẽ xếp gọn vô cái tay của mình để mình vuốt. Nhớ là khi mà vuốt á cũng là vuốt lên nha. Đơn giản vậy thôi. Ok. Rồi bây giờ đó là mình tới cái phần mask á, thì mình có là da thường nè, da dầu nè, da hỗn hợp nè,
và một cái mask nữa là da facelift nâng cái cơ mặt. Thì mình sẽ dùng cái, đây là một cái mask mà da nào cũng có thể xài được hết, đặc biệt là da khô với da thường ha. Và là một cái mask nhanh nhất luôn trong tất cả các mask. Dễ và nhanh. Và cái cách mình lấy đó thì vẫn là bên nửa mặt thôi. Mình sẽ lấy khoảng cỡ bao nhiêu ha. Và Vân recommend đó là anh chị nên mua cái cọ quạt. Cái cọ quạt ha. Vì ở đây không có cho nên Vân xài đỡ cái này ha. Cái cọ quạt á là ở Michael hay Joanne, không biết ở đây có hay không. Nó là cái hình quạt. Mình chỉ cần dùng cái hình quạt chừng 3 cái quạt á là mình đã xong rồi. Còn cái này nó khá là nhiều, là lâu ha. Thường á cái hình quạt á là Vân chỉ đi là 1, 2, 3 rồi vuốt lên một cái, vuốt ngang hai cái là xong, đơn giản vậy thôi. Còn cái này thì nó khá nhiều lần ha, cho nên nó mất thời gian của mình. Đó cũng vuốt lên ha. Và cái mask này nó rất là rẻ cho nên mình đừng có ngại, mình dùng nó khá chút xíu đi, nó không có mắc đâu. Và nhớ là tránh con mắt nha, đi vòng tròn cái cục mắt thôi, đi tránh con mắt. Và khi mình làm cái mask này đó, nếu mà được á, mình cắt mấy miếng dưa leo á, mình để trong tủ lạnh mình á, mình đắp hai con mắt của họ. Thì khi mình làm cái này đó, họ sẽ relax và họ feel được cái chân của họ nhiều hơn. Tại sao? Vì khi mà họ ngồi họ làm chân á, mà họ ngồi họ bấm phone, Facebook hay là họ làm những chuyện khác á, cái chân họ không có cảm nhận được 100%. Nhưng khi mà họ làm facial đó thì họ sẽ relax. Và mình đắp luôn hai miếng dưa leo lên rồi còn mở mắt gì nói nữa, đúng không? Cho nên hai miếng dưa leo lên là họ relax, cực kỳ relax luôn mấy chị. Đó là một trong những cái chiều. Thì khi mà họ relax rồi đó, họ enjoy cái mặt của họ nè, họ enjoy cái chân của họ và từng cái massage của mình là thẩm thấu hết, họ cảm nhận được hết và họ không bao giờ bỏ mình được hết. Đó là những cái chiêu nhỏ nhỏ thôi, nhưng đó là cái cách mình giữ khách và mình kéo khách nhiều hơn nữa mấy anh chị nhé. Và mình làm sao cho cái tiệm của mình là một trong những cái tiệm mẫu, một trong những tiệm làm xuất sắc và một trong những cái tiệm là cục 500 để thu hút các khách khác nha. Ok, là cho nên mình phải làm cho chuẩn, cho đúng. Okay. Sau khi mình đắp cái mặt nạ xong đó, mình sẽ trở xuống và mình làm xong cái chân hết, xong hết cái chân tới nước sơn rồi ha. Mình đi rửa tay và mình trở lại, mình lau cái mặt, lau cái mặt nạ cho nó sạch và mình đắp thêm cái moisturizer thôi, cái kem dưỡng ngày hoặc kem dưỡng đêm. Nếu mà trước 3 giờ chiều thì mình sẽ làm kem dưỡng ngày, có nghĩa là có chống nắng ở trong đó. Và nếu mà sau 3 giờ chiều đó, mình sẽ có cái moisturizer cho ban đêm, mình dùng kem dưỡng đêm thôi. Và xong, chỉ trong vòng, nếu mà tính hết cái công á, là trong vòng chừng 7-8 phút là cùng. Nếu mà chị mà làm chậm á, là khoảng 10 phút. Trong vòng có 10 phút mà mình kiếm thêm được 30-35 đồng thì thấy tuyệt vời hơn không? Tuyệt vời hơn cái chân không? Làm còn dễ dàng hơn cái chân nữa, sướng cực kỳ luôn. Thế dạ, yeah. Cho nên là đó là cái mà mình giúp được thợ của mình. Thợ của mình có thêm tiền thì họ sẽ ở với mình lâu hơn mấy anh chị. Nhớ là không có ai tới đây để làm free hết, không có ai tới đây để làm giàu cho ông chủ đâu. Ai cũng muốn mình có tiền hết, đúng không? Cho nên là nếu mình làm chuẩn, nếu mình làm có kết quả thì khách nó mê mình chứ không phải mê ông chủ mình đâu. Ok, họ mê mình thì mình sẽ có thêm tiền tip, đúng không? Ok, rồi. Như mà mình làm á mà chân mà lâu quá, cái mặt nó khô lâu có sao không? Không sao, không có sao. Cái mà mask xanh á thì nó hơi đỏ, hơi đỏ, nhưng mà sau đó nếu mà đỏ đó thì mình sẽ sức enhancer lên thì nó không có sao hết.
after sao ha. Còn cái mask này thì để hơi lâu được. Cái mask này để cho nào cũng được hết. Cả tiếng cũng được. Nó sẽ thẩm thấu vô cái da. Và thay nước giùm em. Mà kiểu giống như người ta đang làm tay mà người ta muốn làm facial này thì làm trên bàn làm tay được. 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 Đây là ghế hay kia hay là ghế bên đó? Đó là lý do. Đó là lý do mà khi mà khách tới ghế của mình á là mình đưa cái menu cho họ, mình nói mình có new service of mini facial, would you wanna try? Dạ, đây là cái mặt nạ dễ ăn nhất luôn trong tất cả các mặt nạ. Mình chỉ có quẹt, mua cái cọ quẹt á, quẹt ba quẹt ở trên má, một quẹt ở mũi, hai quẹt ở trên trán, xong. Rất là dễ luôn. Và dạ, lấy ít nhất 30 đô thêm nữa mấy anh chị, trời ơi nó dễ ăn hơn cái chân nhiều lắm. Ok. Vì mình làm mẫu thôi cho nên không có cho chị ngồi cho nhiều. Dạ. Thì mình sẽ lấy take off cái mask ha. Không cần phải đổi cái khăn mới đâu. Anh chỉ cần rửa cái khăn lại thôi. Vì cái khăn này mình có thể rửa. Nó là cái khăn rất là dai. Rất là dai, giặt rửa lại được. Nhưng mà xong cái mặt thì mình quăng thùng rác ha. Okay. Nhưng mà khi mình đổi nước mình có thể rửa lại. Và cũng vậy, khi mình lau đó, mình sẽ quấn cái khăn cho nó gọn cái tay của mình để nó không có lụm sụm ha. Nhớ là cái mask mình phải take off completely nha, phải sạch nha. Và cái mặt nạ này á, khi mà mình không có hiểu được cái da của người ta, chưa có hiểu được cái da người ta là cái da thuộc dạng sensitive hay thuộc dạng gì đó, thì cái mặt nạ này là dễ nhất luôn nha, trong tất cả các mặt nạ. Và nếu như mà mặt nạ, cái mặt của người ta bị dầu đó, bị mụn á, thì mình sẽ recommend là cái mặt nạ Marine Mode Mask. Thì đây là cái mặt nạ mà có thể hút được những chất dầu, những chất dơ, những chất bẩn. Và làm cho cái da rất là sạch, rất là sạch. Nhưng nếu mà mình chưa có hiểu được cái da người ta sợ bị sensitive á, thì không sao hết, chuyện nhỏ. Khi mình lấy cái mask này ra đó, thì có thể cái mặt người ta bị ửng đỏ, phải không? Thì mình có một cái gọi là enhancer. Enhancer là cái chất aloe vera, là nha đam, 100% nha đam. Thì cái nha đam này nó sẽ giúp mình thoa lên một cái lập tức, trong vòng tích tắc không đầy 5 phút nó trở lại bình thường ngay tức khắc liền. Vì sao? Nó là 100% nha đam. Và nha đam nó sẽ giúp cho cái da mát hơn nữa. Ok, cho nó rất là tuyệt vời, không có cần phải sợ cái gì hết mấy chị nhé. Rồi, sau đó rồi đó, vì bây giờ là ban ngày cho nên Vân sẽ dùng cái kem chống nắng cho chị nhé. Có một cái loại chống nắng thường. Mình có một cái loại chống nắng thường ở đây chị chắc hết rồi. Cái này là chống nắng cao cấp. Cho nên cái loại chống nắng thường thì nó rẻ tiền hơn. Okay. Nhưng mà vì không có cho nên mình sẽ thấy cái này. Và chỉ cần chút xíu thôi, không có cần nhiều ha. Chút xíu xíu thôi. Và cái này đó là mình sẽ massage chút xíu. Mình tháp cho đều mặt xong rồi mình massage. Massage đi lên ha. Nhớ là đi thẳng vô trái tay luôn nha. Khi mình massage đó mình đừng có ngưng giữa đường ha. Mình kéo thẳng lên trái tay luôn thì cái da của người ta sẽ căng ra. Giờ ở đây thì mình sẽ vuốt lên. Bốn mươi lăm độ đi lên ha. Sụp méo.
chút này chỉnh bên kia. Ok, thế là mình xong cái facial. À, khoảng cỡ 7 cho tới maximum chậm lắm là 10 phút thôi. Xong. Đấy thêm một cái nguồn income nữa là ít nhất là 30 đô anh chị nha. Nếu mà chạy cái Lumi Spa ít nhất là 30 đô. Rất là ngon. Và một cái nữa là Vân chúc mừng tất cả các anh chị mà nghe cái video này đó, đặc biệt là những anh chị thợ ha. À, vì chủ không ngại đầu tư cho mình những cái sản phẩm quá là tuyệt vời này đó, thì mình nên tận dụng để mình kiếm tiền ha. Mình tận dụng vì mình không có để, không ra cách nào chứ mà sướng muốn chết. Cho nên là chủ chỉ có 40% thôi, mình tới 60% nữa. Cho nên mình tận dụng cái này, chủ không ngại đầu tư những sản phẩm tốt, thì mình nỗ lực kiếm tiền bằng cái service dịch vụ của mình cho tốt, để người khách này thứ nhất là tip có ngay tức khắc liền, đúng không? Và thứ nhì là sao, họ sẽ giới thiệu rất là nhiều khách đến cho mình, và mình không có bao giờ bị ngồi không hết mấy chị nhé, bảo đảm điều đó. Cho nên làm cho đúng thì chắc chắn anh không mấy chị sẽ lên và tăng rất là cao. Ok cả nhà, chào tạm biệt nhé.